biểu tượng mới của Bình Dương, để MR68, tâm huyết của chủ đầu tư Lê Phong. Em Trí tin chắc rằng khi mà dự án đi vào hoạt động sẽ là một ngôi sao sáng trong làng căn hộ tại Bình Dương. Thì anh chị mà đang tìm kiếm một cơ hội mà đầu tư và an cư với căn hộ liên kề thành phố Hồ Chí Minh thì có thể tham khảo dự án để MR68 của chủ đầu tư Lê Phong, một chủ đầu tư rất uy tín và có tiềm lực tài chính mạnh trên thị trường. Dự án này thì chủ đầu tư hợp tác với công ty công, hợp tác chiến lược nha, hùng vốn ở phát triển dự án. Thì em ký nghị với năng lực tài chính của chủ đầu tư Lê Phong là kinh nghiệm cũng như là dòng vốn mạnh từ công ty công, thì MR68 sẽ là bàn giao đúng tiến độ và sẽ có một tiềm năng tăng giá trong tương lai rất là lớn. Thì em ký rất là thích dự án này bởi vì cái vị trí thôi, vị trí nằm trên mặt tiền đường quốc lộ 13, một tuyến đường giao thông huyết mạch kết nối giữa Bình Dương và Hồ Chí Minh. Thì chắc chắn ở thành Bình Dương mà đi thành phố Hồ Chí Minh là quốc lộ 13 là một đường rất là nổi tiếng rồi, đó là huyết mạch rồi. Thì trong tương lai vài năm tới nữa, cái đường quốc lộ 13 này sẽ mở rộng lộ giới rất là lớn, đó còn hơn 60m với 12 làn xe. Thì dự án về MR68 di chuyển về trung tâm Hồ Chí Minh cực kỳ gần luôn, chỉ tốn trong vòng 10 đến 15 phút thôi thì mình sẽ tiếp cận được những quận trung tâm như là Bình Thạnh này, quận Nhất này, quận 3, quận 5. Thì những anh chị mà đang có ở công việc đi làm ở thành phố Hồ Chí Minh đó mà muốn tìm một căn hộ mà liền kề với mức giá hợp lý á và tiến độ tối hiện tại á thì có thể cân nhắc lựa chọn để MR68 gặp luồng bão của chủ đầu tư Lê Phong và em là Minh Trí rồi nhà tìm đi nhé. Đây quốc lộ ra xe bộ qua lại quá trời đông luôn, thì cho em Trí xem thực tế sao bàn và tiện ích của dự án nha. Đặc biệt em Trí rất là thích ở dự án MR68 này, bằng làm thiết kế chủ đầu tư Lê Phong thiết kế tới 3 tầng hầm thì đủ đảm bảo là đủ chỗ để xe một căn hộ, một đỗ xe ô tô và 2 chỗ đỗ xe máy. Thì đây là một cái điều mà rất ít chủ đầu tư làm được nha, bởi vì trung bình cứ một tầng hầm sẽ bằng kinh phí cho 2 tầng nổi, họ đào tới 3 tầng hầm nghĩa là nếu mà xây nổi nó bằng tới 6 tầng nổi nha, chi phí rất là cao, họ vẫn phải hy sinh cái việc đó để tạo ra một cái môi trường, một cái không gian để cho cư dân thuận tiện và thoải mái về sau này. Bởi vì chỗ để xe mà mình không có thoải mái thì nó sẽ gây cái nhiều cái bực bội lắm nha. Với lại một cái dự án mà có cái chỗ để xe mà thoải mái á thì cái giá trị của nó cũng tăng và tiềm năng tương lai giá thứ cấp á, khi mà họ mua, khách hàng mua thì đa phần bây giờ ai cũng có ô tô cả. Ô tô bây giờ rẻ cả nha, chỉ vài trăm triệu thôi, nên là có nhà có người có khi có 2 hoặc 3 chiếc, có người thì 5-6 chiếc luôn. Đó là cái vấn đề mà chỗ để xe ô tô và ở đây có 3 tầng hầm thì nó chắc chắn sẽ là một cái lợi thế cạnh tranh khi mà khách hàng tương lai muốn sở hữu một căn tại MR68 thì mình sẽ cân nhắc lựa chọn được rất là kỹ. Đẹp cả nha, đúng chính xác là biểu tượng của sự phồn vinh luôn. Thì MR68 không chỉ nổi bật ở vị trí đắc địa, thiết kế sang trọng, tiện ích trung tâm mà đó là sự hòa quyện kết hợp hài hòa giữa những yếu tố trên tạo nên để MR68 một thiệt tác của chủ đầu tư Lê Phong. Và hôm nay em Trí rất hân hạnh được giới thiệu cho cả nhà về dự án để MR68. Cả nhà mà quan tâm đến muốn tìm một cơ hội an cư và đầu tư liền kề thành phố Hồ Chí Minh với mặt tiền đại lộ Bình Dương có thể là cân nhắc lựa chọn để MR68 được chọn em Trí nhé. Cảm ơn.